Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Radiation. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một loạt những con biến thể của Rubik. Đó. Thì đây, chỗ này mình có 4 con này. Thì chi tiết nó như thế nào thì lát nữa mình sẽ cho các bạn xem nhá. Thì các bạn có thể tham khảo giá bán của 4 con biến thể này và các sản phẩm Rubik khác tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhá. Đó. Thì đây đây, các bạn nhìn này. Đầu tiên mình sẽ có một cái tờ giấy như thế này nhá. Đầu tiên mình sẽ xem cái tờ giấy giới thiệu trước này. Thì cái tờ này nó cũng có cả tiếng Anh và tiếng Trung, nhưng mà chủ yếu là tiếng Trung nhiều hơn. Đấy. Thì đây, ở trên đằng sau nhá, ở cái mặt đằng sau nhá, chúng ta sẽ có 6 cái loại biến thể. Nhưng mà hiện tại thì ở đây mình chỉ có 4 cái thôi. Và cái đây này. Cái đầu tiên là cái này này, 1 này. Cái là 2 này. Cái màu đỏ này là 3 này, cái màu đen này 4. Còn hai cái ở giữa này thì mình cũng đang không có. Bạn nhìn thấy đẹp không? Nhìn nó ghê không? Thì đây bây giờ này các bạn nhìn này, thì đây là những cái con biến thể của 2x2 nhá, thì nó giải y hệt như 2x2 luôn, mà mình không có cái cục Rubik 2x2 ở đây. Đấy. Đây, nói chung là nó là biến thể của 2x2 thôi, nhưng mà các bạn có thể mua cái này về để trưng bày này, để làm quà tặng này. Đấy. Nói chung là mình thấy cái khá là hay, bỏ tủ kính trưng bày nhìn khá là hay. Đấy. Cứng luôn này, thì cái con này nó đã bị đảo lên rồi. Đấy, thì mình có cái con này mà bị đảo đi, thì con này thì nhìn nó không được rõ lắm. Đây con này cũng chưa bị đảo này, con này thì chưa đảo này. Đây cũng chưa đảo. Có cái con màu vàng này nó đảo lên rồi, tí nữa mình sẽ xoay lại cho các bạn xem, các bạn nhìn này. Đấy, màu của cái này thì nhìn nó hơi nhạt hơn một xíu, cái là màu đỏ này, cái này màu nó hơi cam cam một tí, thấy không? Nhưng mà xoay cho các bạn nhìn này. Thì bây giờ mình sẽ xoay cái con này nhá, mình sẽ giải cái con này nhá. Nếu mà các bạn không biết thì các bạn có thể nhìn vào cái hình này để các bạn giải này. Nó là cái con này, thì đây mình sẽ giải cho các bạn xem nhé. Còn các bạn có thể ngồi mò cũng được, thực ra thì ngồi mò nó cũng dài mà. Đây, các bạn nhìn. Con này có một cái vết máu này, một mắt bên này, thì răng dưới này. Đây, đây mình sẽ giải nó cho các bạn xem. Thực ra thì cái này các bạn chỉ cần biết giải 2x2 là được. Nó chơi thì nó cũng cầm nó cũng không nặng lắm đâu, bình thường. Đối với con biến thể này thì nó bình thường, nó không nặng đâu. Mà con này thì cũng chỉ để trưng bày đấy, chứ không phải là để xoay speed. Còn các bạn thích thì các bạn có thể nhỏ loop vào đây. Cấu trúc thì cấu trúc của 2x2 rồi. Đâu rồi? Nó hơi ngược một tí, hơi dịu một tí. À đây, cái này đằng sau. Nói chung là các bạn cứ giải đúng một mặt đi, nó sẽ được cái mà. Thì mình cứ giải cái mặt này trước nhé. Đây, cái răng nó sẽ như thế này. Đấy, thì là mình được cái mặt dưới rồi. Các bạn nói chung là các bạn cứ giải cái mặt này thôi. Còn cái phần trên này thì các bạn cứ xoay sao nhỉ? Không biết tả sao nhé. Cứ xoay bừa thì gì nó cũng sẽ ra. Đằng sau đầu này thì nó lại không có cái hướng dẫn, thì các bạn cứ các bạn nhìn vào cái mấy cái hình này, cái hình nó gồ lên này, các bạn để các bạn đoán. Nhưng mà giải thì nó hơi lâu một tí thôi, ngồi mò nó hơi lâu một tí thôi, chưa biết là nó mặt nào kiểu gì đây. À đây, cái này đúng rồi nhá, cái góc này đúng rồi này, cái góc này thì chưa đúng, nhưng mà ba cái này thì chưa đúng. Nói chung là nó hơi kỳ một tí. Đấy. Thôi tụi lại tí mình sẽ giải sau nhé, chứ bây giờ giải hết thì nó sẽ tối ra. Nhưng mà đằng sau này thì nhìn nó không ấy lắm đâu, các bạn có thể nhìn đằng trước này được. Đấy. Thì đây, sau khi giải xong thì cái mặt đằng trước nó sẽ như thế này này. Đấy. Con này thì chưa bị đảo lên thì nó như này, nhìn khá là đẹp. Và cái này là nhựa màu nhá, nhìn này. Nhựa màu nhá. Cái bề mặt nó nhựa màu này, nói chung nó không thể phai được cái đâu, chứ các bạn có đây này, nó không hẳn hết là màu, nhưng mà cái phần màu vàng này nó sẽ là màu này, còn chỗ này thì màu xanh nó sẽ sơn lên. Nói chung là màu này, màu sơn này nó cũng khá là chắc chắn đấy. Các bạn không phải lo nó sẽ bị bung bay màu đâu. Ví dụ cái này màu xám này thì nó sẽ làm nhựa màu xám hết luôn đấy. Và nó điểm nhấn màu đỏ này. Chúng ta mình thấy cái màu này khá là chắc chắn đấy, nó không thể bay màu đi được đâu. À, cái con này đằng sau đầu nó bị sai này. Tí nữa mình sẽ giải lại. Còn con này thì đúng rồi, con này đằng sau thì đúng rồi. Các bạn giải thì các bạn nhìn cả cái mấy cái hình vân vân này nữa. Đấy, ví dụ cái con này nhá, mặt nó đúng rồi này. Nhưng mà đằng sau thì mấy cái kiểu mạch máu này, nó không khớp, nên là tí sẽ phải giải lại.
Con này thì đúng rồi. Con này thì đúng rồi. Đấy, các cái điều vân này nó đúng rồi. Đấy. Thì cũng chả biết nói gì nhiều cả. Mấy con này thì đấy, mấy con biến thể thì thế đâu. Xoay thì xoay được, chắc chắn là sẽ xoay được. Nhưng mà không phải dùng để chơi speed nên là không xét về cái tính cắt góc với lại cái nó sẽ bung mất nếu mà bạn xoay mạnh. Bình thường xoay nhé thì ok này. Đại loại cái mấy con này là chỉ để làm mục đích trưng bày thôi. Đấy. Cũng không có gì giới thiệu nhiều cả. Các bạn có thể tham khảo giá bán của những cái con này và các sản phẩm lưu ý khác tại website restore.vn. Mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhé. Đấy. Ok. Rồi, và các bạn cần những cái video gì cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ làm video cho các bạn xem. Đó. Và nếu bạn thấy hay, mình để lại cho mình một like, một share, một subscribe để của mình. Và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chào các bạn.